Bí quyết học tiếng Anh trong 30 ngày. Tôi biết khi bạn click vào video này là do bạn đang tìm kiếm một bí quyết có thể giúp bạn học tiếng Anh trong 30 ngày. Tôi sẽ phải làm bạn thất vọng trong video này, tại vì không có bất kỳ một bí quyết nào có thể giúp bạn học tiếng Anh trong 30 ngày cả. Tôi sẽ cho bạn 3 lý do. Lý do thứ nhất, bạn phải cần 1.100 tiếng đồng hồ để có thể học được một ngoại ngữ. Đó là kết luận của một trung tâm có tên là The FSI. Đây là một trung tâm chuyên đào tạo những cán bộ Mỹ đi làm việc ở nước ngoài, và họ đào tạo hơn 65 ngôn ngữ trên thế giới, và họ kết luận rằng học viên của họ phải mất 1.100 tiếng đồng hồ, ít nhất 1.100 tiếng đồng hồ để có thể master và có thể sử dụng tốt một ngoại ngữ. Và tôi nghĩ đó cũng là con số cần thiết để chúng ta có thể học được tiếng Anh. Lý do thứ hai, bản thân tôi là một giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng mà mỗi ngày tôi cũng dành thời gian để học tiếng Anh. Thì lý do gì bạn nghĩ rằng bạn có thể học tiếng Anh trong 30 ngày và không cần phải dành thời gian cho học tiếng Anh mỗi ngày? Lý do thứ ba, việc học tiếng Anh vô cùng thú vị. Vậy thì tại sao chúng ta chỉ muốn dành 30 ngày để làm một việc vô cùng thú vị như vậy? Và nếu như bạn nghĩ rằng việc chơi game nó thú vị hơn việc học tiếng Anh, thì để tôi nói bạn một điều như thế này. Hãy tưởng tượng ngày hôm nay chúng ta không có điện thoại, chúng ta không có máy tính, thì chúng ta vẫn phải chơi những trò ví dụ như là 5-10, caro, những trò chơi điện tử khi mà chúng ta còn nhỏ chúng ta chơi. Chúng ta vẫn phải chơi những trò đó và chúng ta vẫn sẽ cảm thấy thú vị. Thì một điều như thế này, thú vị hay không không phải là do chúng ta chơi như thế nào, mà chỉ cần chúng ta chơi một cách nhập tâm, một cách say mê, thì chúng ta sẽ cảm thấy việc chơi đó nó thú vị. Bởi vậy chúng ta sẽ chọn chơi một cái gì đó mà nó sẽ đem đến giá trị cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta sẽ chọn chơi một cái gì đó nó sẽ đem đến tương lai chúng ta, và tiếng Anh là một cái như vậy. Nếu như bạn đã chơi tiếng Anh, bạn đã học tiếng Anh trong khoảng thời gian rồi mà bạn vẫn chưa cảm thấy nó thú vị, thì có một điều như thế này: bạn cần một người hướng dẫn cho các bạn lượt chơi, bạn cần hiểu rõ lượt chơi, và bạn khi bạn chơi tốt nó thì bạn mới cảm thấy thú vị. Không phải chỉ riêng gì tiếng Anh mà bất kỳ một trò chơi nào trên thế giới này, bạn sẽ không thể nào cảm thấy thú vị khi mà bạn không biết chơi như thế nào. Khi bạn chơi không giỏi thì bạn sẽ không cảm thấy nó thú vị. Nhưng khi mà bạn đã nhập tâm vào đó, bạn chơi một thời gian, bạn đã có một tí xíu kết quả, một số thành tựu trong cái trò chơi đó, thì bạn sẽ cảm thấy nó thật sự thú vị. Ngày hôm nay tôi muốn nói với các bạn một điều, đó là tất cả những người nói với các bạn rằng các bạn có thể giúp các bạn học tiếng Anh trong vòng 3 tháng, thì tất cả họ đang lừa dối các bạn. Hãy tưởng tượng như thế này, bạn muốn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, và hãy tưởng tượng là không có xe lửa, không có máy bay, không có xe máy gì cả. Và tôi nói với các bạn rằng tôi có một cái hệ thống, nó sẽ giúp bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội chỉ mất 3 phút mà thôi. Và bạn nghe qua thì bạn có vẻ như nghi ngờ tôi, nhưng mà bạn vẫn quyết định sử dụng cái hệ thống của tôi, sử dụng cái dịch vụ của tôi để giúp bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội trong 3 phút. Và lý do đó là do là bạn rất muốn đi ra Hà Nội, nên là bạn tin tôi nên bạn sử dụng tôi. Bạn cũng còn một tí xíu nghi ngờ, nhưng mà bạn vẫn quyết định sử dụng cái sản phẩm, cái dịch vụ của tôi. Nhưng khi bạn đi cùng với tôi trong 2 phút thì bạn phát hiện ra một điều, đó là tôi không thể nào giúp bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội 2 phút rồi, nhưng mà bạn vẫn ở nguyên cái vị trí hiện tại của bạn và bạn bỏ cuộc. Và sau đó một người khác lại đến với bạn và lại nói với bạn rằng họ có thể giúp bạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội chỉ trong 5 phút mà thôi. Bạn cũng nghi ngờ người đó, nhưng mà bạn vẫn quyết định sử dụng cái sản phẩm của người đó, tại vì bạn rất là muốn ra Hà Nội. Và kết quả là sau 5 phút họ vẫn không thể nào giúp bạn ra Hà Nội được. Bạn vẫn ở nguyên cái vị trí hiện tại của bạn và bạn tiếp tục bỏ cuộc. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với bạn, đó là bạn không phải mất 3 phút mà bạn cần phải mất 30 năm để đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Nhưng trong cái quá trình đi đó, bạn có cơ hội dừng chân ở những địa điểm tuyệt vời, ví dụ như Đà Lạt, Nha Trang, ở những nơi tuyệt vời nhất của Việt Nam chúng ta. Bạn có cơ hội có những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất, bạn có cơ hội gặp những con người tuyệt vời nhất, và nó sẽ là cái trải nghiệm thú vị nhất trong cuộc đời các bạn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với các bạn như vậy? Bạn cần 30 năm để học tiếng Anh chứ không phải là 3 tháng. Nhưng trong cái quá trình học đó, bạn sẽ có được rất nhiều những trải nghiệm thú vị. Bạn có tưởng tượng một điều như thế này: Việt Nam chúng ta là một cái điểm rất là nhỏ trên bản đồ. Khi bạn học tiếng Anh, nó sẽ cho bạn giống như một cái ống dòm để bạn có thể nhìn ra được thế giới này, và bạn có thể học được những điều vô cùng thú vị phục vụ cho cuộc sống các bạn. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây, nếu như chúng ta có thể có được những trải nghiệm thú vị như vậy, thì tại sao chúng ta lại chỉ muốn học tiếng Anh trong 3 tháng? Tại sao nó không phải là 30 năm? Và đó cũng là thời gian cần thiết để các bạn có thể học và làm chủ được tiếng Anh. Đừng bao giờ hy vọng rằng mình có thể học tiếng Anh trong 3 tháng.
chúng ta cần 30 năm để học tiếng Anh. Và trong 30 năm này các bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất, và bạn sẽ không bao giờ hối hận rằng mình đã học tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ một người nào hối hận rằng họ đã dành 30 năm để học tiếng Anh, họ đã dành 10 năm để học tiếng Anh. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ một người nào họ hối hận vì đã làm điều đó. Và tôi chắc chắn một điều, bạn cũng sẽ như vậy. Chúc bạn có những trải nghiệm tuyệt vời trong cái quá trình học tiếng Anh của mình. Hẹn gặp bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ đăng ký kênh YouTube để tiếp tục xem những video tiếp theo.